Hello mọi người, trên tay mình là thẻ nhớ CF Express của hãng Angelbird. Đây là thẻ 512GB, chuyên dùng để quay phim. Mình mua thẻ này là để cho cái máy ảnh GH6 của mình có thể quay phim được ở những cái chế độ cao cấp nhất. Trước giờ mình mua máy nhưng mà mình vẫn đang xài chế độ cấp thấp, cho nên quay nó vẫn chưa có gọi là đã mắt lắm. Sau đây mình sẽ tiến hành khui siêu em nó. Em này là mình được một thằng bạn bên Mỹ đem về. Hàng rất là ngon, hầu như là chưa qua sử dụng luôn. Đầu đây mình lấy ra bên trong nó có cái gì. Mới có một cái miếng giấy màu trắng, có đựng một cái hộp. Một cái hộp nhỏ, ở bên trong là có một cái thẻ nhớ và những cái giấy tờ hướng dẫn sử dụng. Mình nghĩ là mấy cái giấy tờ này thì mình cũng xem chơi cho biết thôi, chứ mình cũng không có thèm để ý lắm. Tại vì về cơ bản á, thì thẻ này là nó nằm ở bên Mỹ, cho nên cô không có được bảo hành gì bên Việt Nam, vì cái hãng này không được phân phối chính thức ở Việt Nam. Mình cứ gọi đây là hàng xách tay để cho nó sang. Đây là cận cảnh thẻ nhớ 512GB của mình. Về lý thuyết á, thì tốc độ đọc tối đa của nó sẽ là 1758-85MB trên giây á, là một tốc độ rất là nhanh cho nó thao mà quay phim. Ở cái hộp nó có mở rãnh nhỏ thì mình mở cái thẻ nhớ ra. Đây, cái chuẩn thẻ nhớ này là CF Express, cho nên nó sẽ bự hơn cái thẻ nhớ là SD card khá là nhiều. Mình thấy là gần như gấp đôi. Thẻ bự con lắm. Cái thẻ này đúng là chuyên dùng để quay phim á, tại tốc độ ghi của nó cũng rất là cao luôn. Để mình rảnh mình sẽ thử test cái tốc độ ghi của nó khi cắm vào máy tính của mình nó như thế nào. Đây là đầu độc thẻ SIM Express của hãng Lexa. Mình mua cái đầu độc này với giá là 650.000. Ship khoảng 340 nữa từ hãng Dobzone, từ cái trang web Dobzone bán ở Việt Nam mình. Nó có một cái đầu Type-C mình cắm vào. Máy tính của mình là USB Gen 1, cho nên mình không được nhanh lắm theo như quảng cáo. Mình nghĩ tối đa cỡ 400 MB trên giây. Sau đây mình sẽ khui siêu cái con đầu độc thẻ nhớ của Alexa này. Vì nó xài là cái đầu là Type-C, cho nên cắm vô máy mình cũng phải có cổng Type-C. Nó cũng hơi bất tiện, nó không có xài cái đầu USB-A như bình thường. Đây là một cái clip mình unbox thử cái con hộp quẹt Zippo cũng từ bên Mỹ gửi về. Mời mọi người xem chơi cho biết. Bây giờ mình sẽ gắn thử cái thẻ nhớ SIM Express này vào cái máy GH6 của mình. Đây sẽ là đầu tiên mình gắn vào, cho nên mình cũng gọi là còn gà lắm, mình chưa có biết bên nào. Ok, mình đã tìm được đúng cái bên. Mình gắn vào vì nó cũng khá là cứng á, cho nên mình phải lấy cái chân mình vịn cái tripod lại rồi mình mới ấn được. Rồi ok, vậy là mình đã gắn xong cái thẻ nhớ. Máy của mình đã có thể unlock được toàn một cái chức năng quay phim của nó. Bây giờ mình sẽ test thử. Trước giờ là mình để ở chế độ quay là C4K. Bây giờ mình sẽ lên thử cái Apple Progress
nó có thể cho mình quay phim ở tối đa là 5K7 Apple Progress. Đây là mình test thử nè. Đó. Ở với cái chế độ này á thì nó ăn ổ cứng rất là ghê. Mình test thử clip 1 phút mà nó ăn tới gần 12GB dung lượng. Kinh dị. Mình tên là Kiệt, chủ của kênh YouTube Kiệt Buôn. Mình đang quay cái máy ghi hình GH6 ở cái chế độ là Apple Progress C4K, khung hình là 17:2.9. Ở cái chế độ này á, là cứ 1 giây nó sẽ ăn khoảng 1.9 GB chứ. 1.9 GB mình sẽ chia cho 8 nên sẽ ra có GB. Mình đang test cái chế độ Apple Progress 17:2.9 khung hình. Nó có cái gọi là cái megabyte per second đó là 1.9 GB trên giây. Tức là mình lấy 1.9 này mình chia cho 8 nữa, tức là giây 200 mấy megabyte trên giây. Cái chế độ này nó quay được 60 khung hình trên giây nên rất là mượt mà. Mình đã thể F là 2.2, ISO là 1.6. Cái thẻ mình vừa mua được thẻ 512GB chứ mình quay được 60GB chưa hết. Thẻ này mình cũng cảm ơn thằng bạn tên là Quán Thanh Quay cho mình cái xịn. Cảm ơn mọi người đã xem clip mình ngày hôm nay. Bye bye.